Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Xuân sang Tết đến khắp gần xa, phúc đức an khang chúc mọi nhà, lão thọ trường hào thêm sức khỏe, tử tôn tài trí được vinh hoa, công tư lộc phát thuận đà tín, xã hội phồn vinh nhân thế hòa, như ý cát tường an lạc hưởng, năm nay giáp thìn khải hoàn ca. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Tiên tri chấn động chính xác 100%, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, đúng tháng 1 âm lịch, được thần tài hộ giá. Cát tinh soi chiếu, sự nghiệp lên hương, chớp được vận may, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời giàu nứt két. Vâng thưa quý vị, trong cuộc đời này chúng ta hoàn toàn không thể đoán được mình sẽ có cuộc sống như thế nào, hoàn cảnh ra sao, giàu sang hay nghèo hèn, về già sướng hay khổ, cuối đời còn lại gì, tất cả đều đã được ông trời định đoạt sẵn, cho sung sướng thì được sung sướng, bắt nghèo hèn thì phải nghèo hèn, khi thời vận không thông càng cưỡng cầu càng bết bát. Bởi vậy mà ngày nay con người ta thường tìm đến tử vi để có thể đoán định được tương lai, cũng như đón lành tránh dữ, chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Theo tiết lộ mới nhất của các bậc thầy tử vi phương Đông, có con giáp tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, là người có tính tình nhanh nhẹn, thông minh, tháo vát. Nhưng dù là vậy, nhưng tuổi trẻ vẫn không thoát khỏi vận hạn, tai ương. Nhưng bước sang tháng 1 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ được hưởng phúc tổ tiên, kiếm tiền nhiều như nước. Đặc biệt nếu quý vị lắng nghe hết những điều Minh Đường Tử Vi chia sẻ ngay sau đây, đảm bảo sung sướng trăm bề, làm một hưởng mười, tiền chất đầy kho, không lo nghèo khó. Vậy, vận trình tử vi chi tiết các phương diện cuộc sống của người tuổi Đinh Tỵ sẽ chuyển biến như thế nào trong tháng 1 âm lịch? Làm sao để có thể nắm bắt trọn vận may này? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây quý vị nhé! Quý vị thân mến, sau khi nghỉ hưu hãy học cách từ bỏ 3 điều này, tuổi già càng sống lâu sống thọ, thoải mái và thêm viên mãn. Từ bỏ thói quen sinh hoạt xấu. Khi còn trẻ chúng ta thường bỏ mặc việc chăm sóc sức khỏe, ta hay duy trì một vài thói quen xấu như ăn những thực phẩm có sẵn, dầu mỡ hay thức khuya, tăng ca liên tục hoặc thi thoảng giao lưu nhậu nhẹt, đây đều là những thói quen trực tiếp bào mòn sức khỏe của bạn. Khi về già, nên tránh tuyệt đối những thói xấu như hút thuốc hay rượu bia để giảm bớt gánh nặng cho cơ thể và ngăn ngừa các bệnh mãn tính ung thư cũng như các yếu tố gây hại cho sức khỏe khác. Thoát khỏi tâm lý tiêu cực. Tâm lý là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định tất cả. Sau khi nghỉ hưu, bạn hãy loại bỏ những tâm lý tiêu cực, bi quan thu mình. Thay vào đó hãy cố gắng giữ trạng thái vui vẻ tích cực để có một tâm lý thoải mái và ổn định. Hãy suy nghĩ về những sở thích, điểm mạnh hoặc thành tích mà bản thân đã đạt được. Luôn biết ơn gia đình, người thân và bạn bè hoặc tham gia những hoạt động xã hội ý nghĩa sẽ giúp bạn có tâm lý tốt hơn thay vì ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ. Hãy kết bạn với nhiều người tích cực, cùng chí hướng và cùng nhau làm nhiều việc có ích cho sức khỏe và gia đình, xã hội. Điều này sẽ giúp bạn có trạng thái tâm lý tốt hơn, tăng cảm giác hạnh phúc và hài lòng. Đồng thời, chúng sẽ ngăn ngừa các vấn đề, yếu tố gây hại cho sức khỏe như trầm cảm, lo lắng. Bỏ thói quen lệ thuộc. Sau khi nghỉ hưu hãy tập từ bỏ những thói quen ỷ lại, thụ động, tiêu cực, duy trì những thói quen độc lập, chủ động và tích cực. Khi còn trẻ chúng ta có thể dựa vào các yếu tố bên ngoài như công việc, xã hội, gia đình để hỗ trợ, ỷ lại, nhưng sau khi nghỉ hưu hãy học cách tự chủ cuộc sống của mình. Không nên phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài, hãy tự yêu thương và giúp đỡ chính bản thân mình, hãy học cách chú ý đến những sở thích cá nhân, trau dồi những kỹ năng, kiến thức, thực hiện những mục tiêu và ước mơ dang dở ngày còn trẻ. Điều này sẽ nâng cao sự tự tin trong bạn, loại bỏ cảm xúc tiêu cực về sự mất mát, bất lực. Bằng cách từ bỏ những điều này, chúng ta có thể làm cho cuộc sống sau này của mình hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và có chất lượng tốt hơn. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977.
Tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Họ là người sống ở hiện tại nhưng luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Tuổi Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, ngược lại, học tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Tuổi Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu thập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy, tính cách của người tuổi Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu. Tuổi Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn thế nào họ cũng sẽ tìm cách trả những món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Tuổi Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phải phát triển. Những người này nếu như tuổi thơ gặp nhiều khó khăn bất hạnh, thì khi trưởng thành họ nuôi dưỡng ý chí và có nhiều tham vọng lớn, tuổi Tỵ sẽ quyết tâm xây dựng sự nghiệp để có cuộc sống ổn định, đầy đủ tiện nghi. Tuổi Tỵ không thích xen vào chuyện riêng của người khác, cũng không thích ai làm phiền đến cuộc sống của mình. Họ rất ít khi có thái độ nổi nóng, nhưng nếu có ai đó cố tình cản trở đường đi của mình, tuổi Tỵ sẽ sẵn sàng dùng nọc độc của mình để hạ gục kẻ thù. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc, chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến tuổi Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Tuổi Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ, dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Tuổi Tỵ không tin tưởng người khác, nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay thù. Nếu như có ai đó cố tình hãm hại mình, tuổi Tỵ sẽ ôm thù hận trong lòng và tìm mọi cách để trả thù. Họ không đủ bao dung để tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Đối với họ, mọi sai lầm đều phải trả giá. Người tuổi Tỵ có một sức sống dồi dào, mãnh liệt. Họ sẽ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài, ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với tuổi Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuổi Tỵ nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ tuổi Tỵ có phần nhút nhát yếu mềm. Khi trưởng thành họ trở nên cởi mở thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương quý mến. Tuy vẻ bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm. Tuổi Tỵ dễ xúc động và mùi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện giúp đỡ người khác khi có thể. Họ bận rộn với những kế hoạch, mục tiêu trong tương lai của mình. Chừng nào chưa đạt được thành công, họ sẽ không cho phép bản thân mình được chán nản, buông xuôi. Trong những lúc khó khăn, động lực duy nhất giúp họ vượt qua là tình yêu thương và sự quan tâm của những người thân trong gia đình. Tuổi Tỵ ngày đêm suy nghĩ vì sự nghiệp lớn lao của mình. Đôi khi họ làm việc quá căng thẳng dẫn đến stress nặng nề. Những người này cần phải tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện cơ thể và giải tỏa những muộn phiền trong lòng mình. Đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tháng 1 âm lịch. Nhìn chung vận trình tử vi tháng 1 của người tuổi Đinh Tỵ tràn đầy màu sắc may mắn khi có Thiên Đức và Thiên Vu Cát Tinh chiếu mệnh. Bạn vừa có thái độ sống vui vẻ, cởi mở lại hòa đồng và nhiệt tình trong mọi việc, nên làm gì cũng có quý nhân theo sau trợ giúp. Đinh Tỵ thông minh và ham tìm tòi mọi thứ, luôn làm mới bản thân để không bị tụt hậu dù đang ở độ tuổi nào đi nữa. Bên cạnh đó, sự tò mò cũng như tinh thần ham học hỏi cũng đem tới cho con giáp này nhiều thông tin bổ ích đầu năm mới. Có một điểm đặc biệt là do ảnh hưởng của Thiên Vu khá nhiều, nên tháng 1 này Đinh Tỵ sẽ có tín ngưỡng về tôn giáo khá mạnh. Nhiều người dành khá nhiều thời gian để đi lễ chùa hoặc tìm hiểu về kiến thức tôn giáo mình đang theo đuổi. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch có nói thêm rằng, thời gian này Đinh Tỵ có sự tiến bộ trong mọi mặt, nhưng tư tưởng sống mới là thứ cốt lõi, giúp bạn thay đổi hoàn toàn thành con người khác. Đinh Tỵ sống hài hòa và an nhàn hơn nhờ lối suy nghĩ tiến bộ và thích để số phận an bài, không oán trách hoàn cảnh hiện tại. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977 tháng 1 âm lịch. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Đinh Tỵ âm lịch nói rằng, bạn nên tìm kiếm sự hợp tác từ các đối tác và đừng sợ lợi ích của mình bị chia rẽ.
Thông qua sức mạnh của tập thể, bạn có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Đường học hành của các bạn tuổi này rất sáng lạn nhờ sự nỗ lực của bản thân. Chăm chỉ học hỏi và có tinh thần phấn đấu, không muốn bản thân thua kém ai, ngay cả việc khai bút đầu xuân cũng được bạn nghiêm chỉnh thực hiện. Ngoài việc giảm bớt mệt mỏi, bạn còn có thể khiến công việc của mình tiến triển suôn sẻ hơn và nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực trong những ngày cận Tết âm lịch. Nhưng nếu đang bí mật thực hiện một số nhiệm vụ không thể lộ rõ hoặc có bí mật giấu kín, thì tháng này bạn nên đặc biệt chú ý vì có thể bị lộ do bất cẩn, gây ra sự cố, hậu quả khá nghiêm trọng. Tháng 1 bạn chỉ cần chú ý điều đó thôi là công việc cực kỳ ổn. Thiên Đức Các Tinh xin bạn đừng đánh mất tham vọng của mình, đến giữa tháng bạn sẽ chợt ngộ ra, sẽ có những cơ hội rất tốt để tận dụng, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự ủng hộ của cấp trên và đồng nghiệp một cách bất ngờ. Xét về phương diện tài lộc tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, tháng 1 âm lịch. Về phương diện vận may tài chính, tháng này thiên về tài lộc, bạn có thể tham gia vào việc quản lý tài chính giúp gia đình hoặc góp vốn làm ăn ngắn hạn cho dịp Tết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những cơ hội và hy vọng mới sẽ bắt đầu xuất hiện trong công việc và sự nghiệp làm ăn kiếm tiền đầu năm mới của người tuổi Đinh Tỵ. Bên cạnh đó, con giáp này cũng có thể được người khác cho lộc hoặc nhận được một khoản tiền thưởng, tiền lãi bất ngờ mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Thiên Đức đi kèm với phát tài, phát lộc nên con giáp này không phải lo nghĩ quá nhiều về mặt tiền bạc, làm ăn mạnh tay, cứ hết lại có tiền về, khó mà rơi vào hoàn cảnh túng thiếu được vì bạn thông minh luôn biết cách huy động vốn cho bản thân. Trong tháng này, con giáp tuổi Đinh Tỵ cũng có thể nhận được một số tin vui bất ngờ như nhận được cơ hội việc làm mới, thăng chức hoặc khen thưởng nóng. Xét về phương diện tình cảm, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tháng 1 âm lịch. Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được người thân ở xa của mình, có thể sẽ được cầu hôn một cách bất ngờ. Nếu bạn có người yêu thì tháng này là thời điểm thích hợp để cầu hôn. Không những điều đồng sự ý của cả cha và mẹ mà còn có sự tác thành của số phận mang tới, những cặp đôi đang yêu sẽ phải xa nhau một thời gian ngắn trong tháng này. Hãy dành cho nhau đủ sự tin tưởng và một khoảng không gian nhất định. Trong thời gian xa cách, hãy nhớ giữ liên lạc và thể hiện sự quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Tình duyên của người độc thân có xu hướng phát triển khá tốt. Bạn có thể duy trì tình cảm khá tốt với người khác giới. Nếu chủ động bày tỏ tình cảm thì hai bạn sẽ có sự phát triển hơn nữa. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ nhận thấy phương diện sức khỏe của bản mệnh bình ổn, không có điều gì đáng lo ngại. Bạn chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Tuy nhiên, thời gian này hội hè đình đám nhiều, tiệc tùng liên miên, ăn uống vô độ khiến cơ thể dễ bị tăng cân, mệt mỏi, lại thêm kỳ nghỉ lễ khá dài, cơ thể đang ở trạng thái lười vận động hơn trước. Bạn nên lấy lại nhịp độ rèn luyện bình thường, điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng, thời gian ngủ nghỉ, tránh để lệch đồng hồ sinh học. Khi đó các triệu chứng khó chịu sẽ sớm bị đẩy lùi. Trong tháng đầu xuân năm mới, những chú rắn cũng nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn được đảm bảo trong trạng thái ổn định. Sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng 1 âm lịch của người tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Tuần này tuổi Đinh Tỵ có dịch mã, nên vận trình đầy áp sự chuyển động với nhịp độ nhanh và mạnh. Nếu có thể bắt kịp với những thay đổi liên tục, không ngại đi xa, năng động và tự chủ thì bạn sẽ kiếm được không ít tiền. Tuy mệt và vất vả nhưng cũng là trải nghiệm rất tốt, đừng nên bỏ lỡ. Công việc có nhiều chuyển biến, có thể bạn sẽ thay đổi địa điểm làm việc, đổi môi trường hoặc chuyển sang làm ở vị trí khác. Không thể nói trước là sự điều chuyển này tốt hay xấu, đó vừa là thời cơ nhưng đồng thời cũng là thử thách rất lớn đối với bạn trong thời điểm này. Người độc thân gặp đào hoa, nhưng là đào hoa sát, nên thận trọng trong các mối quan hệ với người khác giới, tránh rước phiền phức vào thân. Người đã có gia đình nhất định phải tăng cường bồi dưỡng tình cảm với đối phương, để tránh có người thứ ba chen vào phá hoại hạnh phúc. Ra ngoài đề phòng tranh cãi, bất luận là đúng sai thế nào, thì bạn cũng chúc bực vào thân, chuyện gì có thể bỏ qua thì nên để nó qua đi, đừng quá sân si tính toán. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, nhưng nhịn bao dung một chút chẳng làm bạn thiệt đi, mà ngược lại còn tích thêm phúc báo cho mình. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tuần mới, người tuổi Đinh Tỵ có nhiều dự định trong công việc, nhận được sự nâng đỡ của quan tinh nên phần nào hoàn thành kế hoạch. Giữa tuần là thời điểm thuận lợi để con giáp này triển khai đẩy mạnh, lúc này bạn sẽ nhận được nhiều đóng góp giúp đỡ của đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, thực thần giúp bạn có tài ngoại giao,
biết cách hòa nhập với môi trường mới rất nhanh chóng, nên thích nghi tốt với điều kiện hoàn cảnh. Kể cả bất ngờ được giao nhiệm vụ cũng không hề nao núng, mà tự tin gặt hái được kết quả khiến người khác phải bất ngờ. Tài lộc cũng theo đó mà kéo tới, càng ngày thu nhập càng tốt hơn, nhưng vấn đề tình cảm lại không suôn sẻ, khiến tinh thần của tuổi Đinh Tỵ trùng xuống. Bạn có nhiều cơ hội nhưng đều bỏ lỡ, rung động mà chẳng dám hành động, nên vẫn chưa thành đôi. Với người đang yêu, đã kết hôn thì mối quan hệ ổn định xong có phần nhàm chán, cần thêm sự kích thích, đổi mới để thay đổi nhịp sống mờ nhạt buồn tẻ. Chủ động mở lời hẹn hò là chìa khóa thành công cho bạn, đừng ngại ngần cả khi người đó chưa bật tín hiệu đèn xanh, hay nếu bạn là nữ giới. Không hơn thua gì một lời mời, có thể sẽ bị từ chối, nhưng đó là dấu hiệu của sự khởi đầu tích cực, bạn dám thay đổi thì nhân duyên sẽ có nhiều mới mẻ. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Vận trình tuần mới của người tuổi Đinh Tỵ khá lý tưởng, dù là phương diện công việc hay chuyện tình cảm đều gặt hái được những thành quả nhất định. Cái chính là bạn đã tìm ra định hướng tương lai, mọi thứ rõ ràng chứ không còn mông lung như trước. Công việc thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, những khó khăn hay vấn đề khúc mắc trong công việc sẽ được xử lý triệt để, tư duy sáng tạo. Trí tuệ thông thái của bạn được phát huy tối đa, dù cấp trên có đưa ra yêu cầu cao tới đâu, bạn cũng vẫn hoàn thành xuất sắc. Với những ai đang có ý định nhảy việc, bạn nên tận dụng tốt các mối quan hệ xã giao để tìm được công việc ưng ý, nhưng thời điểm này bạn tha hồ mà lựa chọn. Người kinh doanh, buôn bán cần thận trọng khi tiếp xúc với đối tác tuổi Dần, Sửu, tránh tình trạng bằng mặt không bằng lòng, kết quả cuối cùng khiến cả hai đều phải chịu tổn thất. Nhân duyên của người độc thân vượng, không khó để tìm cho mình đối tượng ưng ý, tiến trình phát triển tình cảm nhanh chóng mặt, khiến bạn cũng cảm thấy bất ngờ. Xem tử vi tuần 4, tháng 1 âm lịch. Theo như tử vi tuần mới của 12 con giáp, so với những con giáp khác, tuần này vận trình của người tuổi Đinh Tỵ vẫn khá khả quan, dù cũng phải tất bật, bận rộn và đối diện với không ít khó khăn, thách thức. Dịch mã động tinh xuất hiện, mang theo điềm báo vất vả, chạy đôn chạy đáo, nhưng bù lại, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Không uổng công tốn sức đâu mà lo, nhờ sự nỗ lực và những biểu hiện xuất sắc của bạn trong thời gian qua, mà khách hàng lớn có tiềm lực kinh tế mạnh đã để mắt tới, bạn cần chủ động và khéo léo nắm bắt cơ hội này để tăng thêm thu nhập và mức thưởng hoa hồng. Tình cảm hứa hẹn nhiều cung bậc cảm xúc, yêu có, giận hờn có, dù thế nào đi nữa, hãy để tình cảm diễn ra theo lẽ tự nhiên nhất. Khi ấy bạn mới là chính mình, mới có thể cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng mình. Khi tình yêu mờ nhạt, buông bỏ cũng là sự lựa chọn thông minh. Thưa quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Đinh Tỵ nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Đinh Tỵ. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Đinh Tỵ nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà, nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Đinh Dậu 1957, khá, Bính Thân 1956, khá, Kỷ Sửu 1949, khá, Mậu Tý 1948, khá, Canh Tý 1960, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Tý 1972, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Tân Sửu 1961, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Đinh Tỵ trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Tân Mão 1951, xấu,
Mậu Thìn 1988, Sấu, Bính Tý 1996, Sấu, Canh Thìn 2000, Sấu, Quý Mão 1963, Sấu, Mậu Tuất 1958, Sấu, Tân Hợi 1971, Sấu, Canh Tuất 1970, Sấu, Canh Dần 1950, Sấu. Bản mệnh Đinh Tỵ nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ,
khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng, thưa quý vị, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện về lòng đố kỵ của ổ và chìa khóa. Câu chuyện về chiếc ổ khóa và chìa khóa nhắc nhở chúng ta về lòng ghen ghét đố kỵ của chúng ta, kể về chiếc ổ khóa không vui và trách cứ chìa khóa rằng bản thân khi nào cũng phải ở nhà đảm bảo an toàn cho gia chủ, nhưng ông không xem mình ra gì. Thậm chí, ông chủ còn luôn cưng chiều chìa khóa hơn cả mình, đi đâu ông cũng mang theo chìa khóa bên mình, nhưng không lần nào cho ổ khóa đi cùng cả, chìa khóa lúc này thanh minh, như anh mới là sung sướng, thường xuyên được ở nhà nghỉ ngơi, không lo nghĩ gì, còn tôi đâu được thế, ngày nào cũng lặn lội muôn nơi, chịu mưa nắng khổ cực, tôi ghen tị cuộc sống của anh mới đúng chứ. Cứ thế chìa khóa, ổ khóa cãi nhau không ngừng, và không ai chịu nhường ai một câu. Có lần, chìa khóa không muốn làm việc, liền tìm cách trốn trong một góc phòng để ông chủ không thể tìm thấy được. Trong khi đó, ổ khóa cũng chạy vào nằm yên vị trong túi của ông chủ, để thỏa mãn ước mơ được đi muôn nơi. Chủ nhân tìm mãi không thấy chìa khóa đâu nên tức giận vứt ổ khóa vào thùng rác. Sau đó, ông ra ngoài tìm mua một bộ khác đem về để thay thế. Sau khi vào phòng, ông chủ vô tình tìm thấy chìa thì mới nói, ổ khóa đã bị vứt rồi, không cần giữ ngươi lại nữa làm gì. Nói xong, chiếc chìa khóa cũng bị vứt vào thùng rác, chịu chung số phận y như bạn mình. Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở, hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này, là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương, mà lại đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau. Có thể thấy rằng, chìa khóa và ổ khóa đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì cả hai không nhận ra giá trị cũng như công sức, vai trò của đối phương. Bài học, trong cuộc sống, mỗi người đóng một vai trò, trách nhiệm riêng, đừng như câu chuyện về chiếc ổ khóa và chìa khóa trên. Chỉ vì lòng ghen ghét, đố kỵ mà cả hai không chịu hiểu cho vai trò của mỗi người, cuối cùng đều bị vứt bỏ không thương tiếc, dù muốn hay không. Chúng ta phải thừa nhận rằng, mình đã từng ganh tị với ai đó trong quá khứ, từ đó mới có thể tìm cách loại bỏ những ý nghĩ xấu đó trong lòng. Trong xã hội hiện nay, việc ghen tị hay đố kỵ với một người nào đó đã trở thành bản năng, thế nên mới có câu, giàu thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt, con người chúng ta là thế, một người đố kỵ với người tài hơn, giàu hơn, giỏi hơn, nổi tiếng hơn, xảy ra hàng ngày như cơm bữa, thế nên một ngày nào đó bạn trở thành đối tượng để người ta ghen tị, đố kỵ là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí là bạn nghĩ rằng mình cố gắng đối xử tốt với mọi người, không gây hiềm khích với ai, nhưng họ vẫn cứ ghen tị với bạn. Thực tế là không thể nào có thể ngăn cản việc ai đó ghen tị hay đố kỵ với mình. Không ít người là bạn thân, nhưng ghen tức vì mình không có ai yêu. Còn bạn có chồng yêu, chồng chiều, nên đã lập mưu cướp chồng của bạn. Đối diện với thực tế rằng, ai cũng có lòng ghen tị sẵn trong lòng, để bạn luôn trang bị cho mình tâm lý rằng, nếu chuyện đó xảy ra thì vẫn vượt lên trên khó khăn và sống mạnh mẽ hơn, vì chúng ta không thể nào thay đổi đối phương hay ngoại cảnh. Ta không thể bắt ai đó phải nghĩ tốt về ta, nhưng ta có quyền không cho họ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Nếu để những gì họ nói, họ làm tác động tiêu cực tới bản thân, thì ta đã tự kéo mình vào vũng lầy, cho chúng có cơ hội hả hê vì hạ bệ được ta, thế nên cần tỉnh táo khi đối mặt với những kẻ này. Paulo Coelho, tác giả cuốn Nhà Giả Kim, từng cho rằng, đừng ghét những kẻ ghen tị, vì khi họ ghen tị với bạn tức là họ đang nghĩ bạn thành công hơn họ rất nhiều. Tâm mỗi người đã thủng một lỗ lớn bởi ghen ghét, thù hận, thành kiến hoặc là nghi ngờ, hèn nhát. Người ghen ghét đố kỵ cũng giống như một người mù. Họ không bao giờ nhìn thế giới như nó vốn vậy, luôn tìm cách suy diễn theo ý kiến cá nhân. Đối mặt với những kẻ đó, ta chỉ cảm thấy thương cảm cho việc họ mà thôi. Những người này đang tự thấy mình yếu kém hơn ta, nên cố gắng dìm ta xuống bằng mọi cách. Nhưng hãy nhớ rằng,
Bạn mới là người nắm giữ vận mệnh của mình, đừng để cho những kẻ thất bại đó hạ bệ hoặc ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của chính mình. Vì vậy, khi đối mặt với những kẻ nói xấu, gây hại cho mình, hãy mạnh mẽ vươn lên, vượt xa họ, chọn bục đứng cao hơn để sự tiêu cực của họ không thể với tới bạn. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật rằng ai cũng có lòng đố kỵ, nó được xem là bản năng, thế nên có người có ít, có người có nhiều, nếu bảo không có là tự lừa dối bản thân. Thực tế là người càng nổi tiếng càng dễ bị ghen ghét, chính ta không ít lần cho rằng một người thành công là do gặp may, giàu chắc là ăn chặn tiền từ thiện, quán nào được danh hiệu lại cho rằng không ngon bằng quán gần nhà, ngay cả ai đó có thể làm hàng ngàn việc tốt. Nhưng chỉ cần một lần người ta vấp ngã, chỉ cần một lần nhầm lẫn, sai lầm, thì người ta đổ xô vào chỉ trích, chê bai phủ định hết công sức trước đó. Ai chẳng đang nuôi một tham vọng, ước muốn, khát khao nào đấy, nhưng khi mình chưa đạt được còn người khác thì sớm đã có tất cả thì ta bắt đầu khó chịu. Đó chính là khi lòng đố kỵ, ghen tị khởi lên, đố kỵ đẩy xa mình với người khác, khiến mình cô độc thảm sầu. Lời Phật dạy về lòng đố kỵ, tội ác tiềm tàng mà ta chẳng hay biết, nhiều khi thói đố kỵ biến mình thành kẻ độc ác từ lúc nào mà mình không biết, phải nhắc nhở bản thân mình nhớ rằng, luôn quan sát cảm xúc, suy nghĩ tự nhiên này khởi phát trong tâm trí của ta để điều chỉnh bản thân, nếu không chúng có thể đem lại rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực nếu không biết khống chế. Quan trọng nhất là ở chỗ, khi tâm đố kỵ khởi lên, ta đối trị với nó như thế nào, để xử lý được nó, ta phải hiểu nguyên nhân gốc rễ là do ta đang cảm thấy thiếu thốn, tự ti, kém hơn, không được như kỳ vọng, tự mình định giá bản thân mình kém đi, mới so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác. Sự đố kỵ đang rỉ vào tai bạn rằng, những thứ người khác có mới quan trọng, còn những thứ bạn có chỉ là đồ bỏ đi. Thế nên, ngay khi lòng đố kỵ, một lời chê bai, chỉ trích bắt đầu khởi lên trong tâm, thì ta nên điều hướng về cuộc sống của mình, thay vì buông lời nhận xét về ai đó, tại sao không nghĩ cách làm cho mình tốt hơn, mình đáng giá hơn, để sau này gặt hái cuộc sống tốt hơn, ta dành thời gian học cách yêu thương bản thân đúng cách, tin tưởng vào chính mình và biết ơn những gì mình đang có, đang sống, thì bạn sẽ sớm nhận ra sự khác biệt tồn tại giữa mỗi người cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Điều đó có nghĩa là từ nay về sau, thay vì tập trung sức lực vào những lời nói xấu, đàm tiếu, ganh ghét xung quanh, chúng ta hãy dành hết thời gian để tiến gần hơn đến mục tiêu của cuộc đời mình. Biết được mình muốn gì là động lực tốt nhất, điều đó giúp bạn đẩy lùi và ngừng bận tâm thái quá về cuộc sống của người khác. Nếu có thì hãy chúc mừng cho thành công của người khác, tận tụy với sự nghiệp của chính mình, nghe người khác nói chỉ để tham khảo, luôn ý thức tránh xa lòng đố kỵ hẹp hòi, kẻo nó như chén thuốc độc mà bạn tự mình uống mỗi ngày. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.